bấm lung tung vậy? Không thấy gì mà im lặng nha, mẹ làm việc nè. Ủa bé nó nhìn thấy gì vậy mốt? Thấy rõ mốt. Rồi đi lên đi. Xong thấy gì ta? Không thấy gì hết đâu rồi. Nhà có ai thấy em không? Sao em không thấy ai hết vậy? Vô chơi mini game cả nhà ơi. Không thấy gì hết đâu rồi. Im lặng. Con ô mama cũng sao đây không thấy gì ta? Hello Sơn. Chào cô Duyên. Rồi lên rồi, lên rồi. Chào mọi người. Giật 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 vậy ta. Thôi tránh ra cho mẹ làm việc coi. Kỳ ta. Cả nhà có thấy em không? Vô like chia sẻ nhận quà nha mọi người. Út ao cái lát thì Út nên nó chạy không có nổi, nó giật giật Út ơi. Không thấy gì hết ta. Đừng có điểm nha mẹ. Đừng con. Chào mọi người, có ai thấy em không? Vô like chia sẻ nhận quà nha. Tặng miễn phí gửi về tận nhà luôn nha. Rồi Út, Út ẵm em ra đi Út ơi, ngạch quá. Đừng, đưa ra cho mẹ nè, phá quá đi. Út, 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 lấy cho cái hộp, hộp này Út. Phá quá, tránh ra con. À, V10 à. Rồi, thấy rồi. Nhật ơi, sóng Nhật mạnh quá. Rồi. Chào bạn Phạm Thu Hường nha. Rồi, ai kêu tên cũng được nhận quà nha. Chào bạn Duyên nha. Rồi, thấy chị Hà Hoàng rồi nè. Chào em Thảo Lê. Rồi, Thảo Lê la chia sẻ mà chị gửi son rồi gửi mặt nạ cho em luôn nha. Được em la chia sẻ là chị tặng nha. Chào Phương Hoài Phương, à An Nhiên nhớ quên. Út vô đây chơi, Út, Út vô test sản phẩm bà bầu dùng serum tinh chất bơ Út ơi. Rồi sống ổn rồi á. Không sao. Cái da mặt em ok không mọi người? Không có xài gì hết.
không, sức một tí xíu son thôi nha, không có kem phấn gì hết nha. Tâm nè ta, phải chị Tâm không ta? Hello Kiều. La chia sẻ nhận quà mọi người ơi, ai kêu tên cũng được nhận quà nha, nhận quà miễn phí gửi về tận nhà nha. Út dẫn em ra cơ, Út nó lấy hết đồ rồi nè Út ơi. Rồi. Đây. Chào chị Hồng nha, chị Hình Thị Cẩm Hồng. Cả nhà mình thấy em thì like chia sẻ để nhận quà nha. Phần quà là một miếng mặt nạ V10 trị giá 72k nha. Rồi bạn nào mà like chia sẻ nhiều lên các nhóm là được nhận một chai serum tinh chắc bơ trị giá 760k nha. Vô like đông đông đi mọi người. Rồi mai chị gửi cho em chung luôn. Chào chị Hương nha. Rồi chào em Thảo Lê nha, Lê Thảo nha. Ai like chia sẻ cũng được nhận quà nha. Chào mọi người. Tính test sản phẩm skin art nhưng mà con gái nó nghịch quá, không có test được. Nó ôm nguyên cái rổ đi rồi. Đây, giữ lại đứng này. Ai like chia sẻ được nhận một phần quà là một miếng mặt nạ V10 nha, trị giá 72k. Còn chị nào nhà mình ai mà chia sẻ nhiều lên nhóm là được nhận một chai serum tinh chất bơ nha, trị giá là 760.000 nha. Serum tinh chất bơ đây. Chào chị Tâm. Rồi mai kêu Út đem về cho chị Tâm nha, miễn phí luôn, ra tận nhà cho chị Tâm luôn, không tính tiền ship luôn. Chào bạn Hiền Chịu Chịu nha. Tên Facebook nhà mình toàn tên đẹp không à. Cứ tên em đi chị ơi. Hello An Nhiên. Tí nữa chị kiểm tra lại. Bạn nào chia sẻ nhiều lên nhóm thì được nhận nha em Thảo Lê. Rồi ráng chia sẻ nhiều nhiều đi, mai chị gửi son với mặt nạ sẵn, chị gửi serum bơ luôn cho nha. Thôi thôi thôi, Úc lùa em lên. Thôi không có nghịch đồ của mẹ. Không nghịch. Đi lại đây, đi lại đây con. Ơi ơi mẹ đây rồi, mẹ ẵm cái nè. Rồi, con chào mọi người đi. Hello, xin chào. Con chào cả nhà đi. Xin chào. Cô Tâm kiếm con nè. Dạ. Dạ. Ai? Con hỏi đi, có ai thấy con không? Con dạ. Hỏi đi, có ai thấy con không? Có ai thấy Vy không? Nè, ông nè. Rồi con nè. Rồi giờ con đi chơi dốt cho mẹ làm con chuyện nha. Đây con trả lại cái rổ mì phẩm cho mẹ đi. Con chào con gái kìa, con chào cô đẹp. Con chào cô đẹp. Chào cô. Bây giờ đi chơi dốt cho mẹ làm con chuyện nha. La chia sẻ nhận quà là mặt nạ trị giá 72k nha em Duyên Bella. Chào Vi già, cô Kiều Lâm. Cô Kiều Lâm La chia sẻ nhận quà tặng nha. Quà tặng là miếng mặt nạ
chị giá 72k. Rồi nhà mình ai mà like chia sẻ nhiều lên nhóm là nhận serum tinh chất bơ 760.000 nha. Chia sẻ hết sức có thể rồi chị ơi. Tí chị kiểm tra lại nha. Mọi người thấy em rõ không? Sao giờ nó giật rồi. Vy, trả cái chai bơ cho mẹ coi Vy. Trả chai bơ cho mẹ coi. Trả chai bơ cho mẹ. Trả chai bơ cho mẹ. Nhanh lên. Trả chai bơ cho mẹ. À, serum tinh chất bơ đây nè nha em. Đây serum tinh chất bơ nha. Này là chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ quả bơ. Có nhiều công dụng, mà nhất là những bạn mà ở vùng thời tiết lạnh đó, là nên xài em này nha. Đừng có phá của mẹ. Là dưỡng ẩm da đó, cân bằng da, xe kích lỗ chân lông, thải độc da cho những người mà dùng dùng kem, những người mà dùng kem trộn á, bị hư da đó, da bị nhiễm chì á, bà bầu cũng dùng được nha em. Úc nhà chị cũng đang dùng á. Này chiết xuất từ thiên nhiên nên an toàn cho mọi loại da luôn. Đúng rồi em, khách bây giờ họ thông minh lắm, họ khách bây giờ biết rành hơn cả người bán luôn, công dụng biết rành hơn cả người bán luôn. Chào Bách Linh. Chị Linh chia sẻ nhận quà nha, nhận mặt nạ đắp mặt nha. Tính test sản phẩm mà con gái nó lấy nó nghịch hết rồi, nó ôm đi hết rồi. Dạ tinh chất bơ 760. Anh giật vậy ta. Thấy da mặt em hôm nay được không chị Linh? Không có bôi gì hết nha. Chị bôi một tí son màu đỏ tươi, son màu số 7 thôi, không có xài gì hết, không có sức bơ mà cũng không có sức kem quai gì luôn nha. Ban đêm cũng không sức chống nắng, mặt mọc á, mặt mọc tự nhiên á, không có bôi gì hết. Không té được em bé chị nó nghịch quá, nó ôm hết nguyên rổ của chị đi rồi. Bỏ nào ra nó lụm, nó chân vô tủ là nó leo vô tủ nó ngồi luôn em. Hẹn mọi người bữa khác test nha. Rồi sắp tới mình sẽ bổ sung, mình sẽ siêu tầm mấy cái chai mà mini á, mình chiết ra mình tặng cho khách nhà mình, ai thích dùng thử là mình tặng cho dùng thử luôn nha. Rồi cảm ơn em Duyên Bella. Mọi người like share nhiều lên nhóm để nhận quà tặng là serum tinh chất bơ trị giá 760.000 nha. Chào An Nhiên. An Nhiên thì thích nhận quà nhưng mà không thích like, không thích share thì sao mà nhận quà được đây. Đúng mà. Chào chị Hồng. Dạ, em xài đây trả cho mẹ nè. Em xài bơ, ban ngày là em xài bơ với quai. Đây, ban ngày em xài bơ với quai đây. Còn ban đêm em xài bơ với V10. Đây. Đừng có lái của mẹ. Ban đêm em xài bơ với lại kem V10 chỉ vậy thôi, với đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ đây. Đắp mặt nạ. Rồi còn xiên thì đi spa xong mặt, nhưng mà dạo này bận quá nên ít xong. Còn hiện tại bây giờ là da mặt mọc, không có xài gì hết nha chị. Chị xức một tí son màu số 7 thôi. Này cây này xài 2 năm rồi mà chưa hết, mà con gái nó nghịch hết nửa cây rồi.
xong màu số 7 đây cả nhà. Màu số 7. Rồi xong màu số 7 nha. Chào bạn Duy Phạm nha. Cảm ơn em Duyên. Được nha bạn, ai like chia sẻ cũng được nhận quà nha. Rồi cảm ơn chị Hồng. Chị nào like chia sẻ cũng được nhận quà nha, là một miếng mặt nạ V10 trị giá 72k nha. Rồi nhà mình ai mà like chia sẻ nhiều lên nhóm là được nhận một serum tinh chất bơ trị giá 760 nha. Rồi chia sẻ lên đi mọi người, chia sẻ nhiều nhiều đi để nhận quà. Mặt nay tươi tươi rồi nên mới tự tin livestream. Rồi cảm ơn em Võ Trần Tú Trinh nha. Các chị like chia sẻ xong tí nữa nhớ inbox cho em, mai em gửi quà nha. Gửi quà miễn phí, không có trả tiền phí luôn nha. Chào em Hà Thị Mỹ Duyên. Rồi em chia sẻ rồi nha chị. Ok em. Đây đây mình đây trả cho mẹ nè. Đây mình nói sơ qua về sản phẩm tẩy tế bào chết nha. Này nhà mình mấy chị muốn da đẹp thường xuyên tẩy tế bào chết một tuần ít nhất một lần nha. Sao không thấy gì hết ta? Mấy chị có thấy rõ em không? Sao nó cứ giật giật em không thấy gì hết nè. Rồi em nói sơ qua về sản phẩm của Skinart Hàn Quốc nha. Sao nó giật giật không thấy gì hết ta? Dạ em chia sẻ nhiều rồi chị ơi. Dạ rồi tí nữa em xem lại chị lượt chia sẻ nào nhiều thì em tặng quà. Tặng quà là một serum tinh chất bơ trị giá 760.000. Hiện tại là em đang dùng serum này là hình như mấy tháng rồi ta, 6-7 tháng rồi mà vẫn còn hơn nửa chai luôn á mọi người. Tư vấn từng sản phẩm đi chị. Ok em. Rồi đầu tiên là mình thấy rõ nè. Đây sao mình thấy nó giật giật. Út cho mượn cái chai sữa rửa mặt đi Út ơi. Cho mượn chai sữa rửa mặt trong nhà tắm á. Đem đây, đem đây. Mẹ ơi. Rồi rồi chờ mẹ tí, đừng ngấn nghịch, để mẹ làm công chuyện tí coi. Út gắn gì ra vậy Út ơi? Gỡ ra đi Út, nhìn ghê quá. Rồi đây là sữa rửa mặt Skinart nha mọi người. Còn đầu tiên mình làm sạch da là mình tẩy tế bào chết một tuần là ít nhất một lần nha. Tẩy ít nhất một tuần một lần. Còn chị nào xuyên thì tẩy tuần hai lần là da đẹp nha. Là tẩy sạch để lấy đi cặn bã trên da đó, tẩy trang. Bà Út đang ở đó hả chị? Út ơi có ai kiếm Út nè? Đúng rồi em có Út đang này. Út tính BA cho chị cái serum tinh chất bơ dùng cho bà bầu á, mà nó kêu cái bụng nó lông nhiều quá nó không dám đưa ra. Rồi
Rồi, bước đầu tiên là mọi người dùng sữa rửa mặt này nha, sữa rửa mặt AC nè, dùng cho da dầu, da mụn, da nhờn đều dùng được hết nha, da khô, đặc biệt là da khô á. Sữa rửa mặt nhưng mà có cấp ẩm nha mọi người, dùng rửa mặt sạch sẽ xong rồi mình dùng serum tinh chất bơ nha, chỉ cần 2 giọt thôi, em là em xài hao lắm, em xài tới 3 giọt, cho 2 giọt ra lòng bàn tay không mà thoa đều lên mặt. Đó đó, nếu mà ban ngày á, ban ngày chị nào muốn trắng đi làm văn phòng, đi chơi, làm công sở rồi gì cũng được nha, đi tiệc cũng được luôn, là mình dùng cái tiếp kem white này nè, white angel này nè, rất là trắng da. Chị nào chưa dùng thì dùng thử nha. Rồi đánh bơ xong rồi đến kem white này đó, hàng ngày em cứ sáng ngủ dậy là em rửa mặt, sữa rửa mặt AC xong rồi em dùng hai cái này nè, là serum tinh chất bơ xong rồi đến kem white này nè, em đang ngắm này. Rồi chờ chị chút nha, để chị test cho mấy bạn, có một số bạn chưa rõ về sản phẩm này, chị test xong rồi chị hướng dẫn sử dụng xong rồi ok em. Rồi dùng bơ xong rồi đến kem white này, ban ngày trắng da nè. Rồi ban đêm chị nào da bị mụn nám, da khô mà muốn trắng da thì dùng cặp này nha, serum tinh chất bơ và kem dưỡng trắng V10 nha, mùi rất là thơm. Mùi, trong này là 10 loại vitamin nha, kem rất là thơm, chắc kem rất là mịn, dễ thấm mà không bết rít nữa, không bết rít, đúng rồi. Rồi sau đó tuần mình tẩy tế bào chết xong rồi đắp mặt nạ ít nhất cũng phải một lần nha mấy chị, đắp mặt nạ V10 một tuần ít nhất một lần, đắp ra là đảm bảo là mấy chị hài lòng ngay sử dụng lần đầu tiên luôn. Rồi chị nào chưa dùng thì dùng thử nha, khách nhà em nhiều chị. Rồi đây test qua cái này là kem nền nè, nhiều chị cứ hỏi kem nền 2-1 là sao, có nghĩa là kem nền V10 của Skinart nè, một đầu là cọ, một đầu là kem nền, nó có hai tông, một tông sáng tông tối dành cho chị nào thích da nâu, còn bình thường là hầu như ở Việt Nam mình chị nào cũng ok em. Rồi em đang ngắm để đắp, đây mai chị gửi cho, ở Việt Nam mình chị nào cũng thích dùng cái màu tông trắng, như mình là mình cũng đang dùng tông trắng nè, một đầu cọ một đầu kem, đánh rất là mịn, nhưng mà do giờ tối rồi nên mình chỉ nói sơ qua thôi chứ không mình đánh lên này, mặt mộc đánh lên là đẹp nữa, là khác nữa nha. Rồi còn chị nào mà bị thiếu ngủ, thâm mắt, bị thâm mí mắt, thâm mí mắt với lại là bị nám với đồi mồi tàn nhang á, là dùng thêm tiếp V10 này nha. Mình dùng serum tinh chất bơ xong rồi mình lăn cái tiếp V10 này lên là cải thiện cho những bạn mà thức đêm á, gọi là gấu panda đó. Đây nó có đầu lăn này, bỏ vô mình lăn thì em là khi nào mà đi nắng gì nó sạm sạm là về em cũng lăn lăn này nè, để dành, chỉ khui ra để dành vậy thôi chứ cũng không có xài. Chờ một tí. Đây là đầu lăn. Em đang ngắm và đắp đây. Rồi đây là tiếp lăn, hỗ trợ cho những bạn mà thức đêm. V10 nào bạn kem V10 dưỡng trắng da ban đêm đây nè, là 1,1 triệu. Rồi còn mặt nạ đắp V10 này một miếng là 72.000. Nó có nhiều sản phẩm của Skinart. Còn cái tip V10 điều trị thâm mắt và nám này là 600.000 nha chị. Cái này ok em, thì cứ xài đi, của em Thảo đang dùng gần đủ trọn bộ của Skinart rồi đó. Còn thiếu mặt nạ V10 với lại là cái tiếp này nè, đúng rồi em, V10 spot về hả? Ừ về nha. Úc về luôn hả Úc? Thì tính đi mà đang ấy đây đi sao được, không chờ một tí rồi đi. Đúng rồi em, cái này là hỗ trợ điều trị thâm quầng mí mắt và nám sạm. V10 chỉ có, đúng rồi em. Rồi mấy chị dưỡng xa thì dưỡng, nhưng mà chịu khó rửa mặt sạch nha, sữa rửa mặt một
ngày dùng hai lần nha mọi người, dùng một lần nhắn thôi, nó có nhắn này nè, mình bắt đầu nhắn muốn mình nhắn một lần nhắn thôi, tại vì cái này là dạng không bọt, mùi hương rất là dễ chịu, không bọt, cho nên mình dùng một lần nhắn thôi. Cái này mình xài bữa, cái này chắc cũng 5 tháng rồi mà chưa thấy hết luôn, thì mua một lần xài hoài cũng hết. Tàn nhang, đúng rồi em Hoài Nguyễn, vị tàn nhang, vị tàn nhang dùng em dùng bơ xong rồi em lăn cái tiếp V10 Sport này lên là một tuần là thấy nó sáng da ra hẳn, nó mờ hẳn liền. Đúng rồi. Hello Lina. Vâng Lina, cái này nè Úc. Ủa mới thấy chị Phượng nay đâu ta? Hello chị Phượng. Chị Phượng có thấy em không? Thứ bảy em về Sài Gòn nha. Chị Phượng chuẩn bị gà dịch vậy đi. Thứ bảy em về Sài Gòn nha. Mua vé rồi đó. Mấy chị like chia sẻ để nhận quà nha. Trên này em không nhìn thấy được hết. Nhưng mà số lượt tham gia em thấy cũng hơi đông đông. Sao nó cứ giật 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 vậy ta? Không đâu, do đang quay cái laptop với lại là ông Hùng ổng mở cái máy cái clip kia nữa kìa. La chia sẻ nhận quà nha mọi người. La chia sẻ, bất kỳ ai la chia sẻ cũng được nhận một phần quà là miếng mặt nạ V10 trị giá 72k nha. Còn bạn nào la chia sẻ nhiều lên các nhóm là tí em xem lại rồi em tặng một phần quà là một chai serum tinh chất bơ trị giá 760.000 nha, mà dùng từ 9 đến 12 tháng mới hết nha cả nhà. Không thấy gì hết vậy ta? Rồi đây là bộ make up đơn giản, hình như là nhà mình ai cũng có dùng bộ này đúng không? Lần sau em mở mini game tặng kem white nha, kem trắng da hay là kem nền BB tích nha. Đây sẽ nó cứ giật 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 kìa Úc, không thấy được. Rồi nhà mình ai chưa like, ai chia sẻ thì like chia sẻ để nhận quà nha. Like chia sẻ nhiều thì được nhận phần quà trị giá 760.000 là một chai serum tinh chất bơ như vậy nha. Rồi còn da của chị nào bị mụn nám hay là da khô gì thì đều dùng hết được cái serum tinh chất bơ này nha. Đừng vi ê cho mẹ. Rồi. La chia sẻ nhận quà là mặt nạ V10 nha cả nhà. Sao nó giật giật, mọi người có thấy rõ không? Chào bạn Nguyễn Thêm nha. Sao mạng nó lát dữ ta? Nó không chạy, nó cứ nó giật 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 á.